Đã nghĩ được đi đâu ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Vậy trước khi chúng ta chơi đến After Five, cô có quyền đưa ra ý kiến. Cái gì đã làm nảy sinh vấn đề vậy? Hoàn cảnh không đổi, thức ăn không đổi, cả tiếng nhạc cũng không thay đổi mà. Vậy anh có kết luận gì? Có khi nào tại thời tiết không tốt không? Thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của một người. Vậy có khi nào liên quan đến tâm trạng của một người không? Nhưng hình như vấn đề nảy sinh từ cố. Phải. Vấn đề của tôi nảy sinh từ đâu vậy? Cô ít nói hơn. Tại sao tôi lại ít nói hơn chứ? Bởi vì tâm trạng của cô có vấn đề. Tại sao bây giờ đi chung với anh, tâm trạng của tôi lại có vấn đề? Đúng là thời tiết. Có phải cô cảm thấy tôi nên nói nhiều hơn? Bởi vì khi chúng ta đi chung thật sự ít khi yên lặng như vậy lắm. Nếu anh không nghĩ được làm sao để giúp tôi, hay là anh cho tôi ít thời gian đi. Tôi thật không nghĩ ra làm sao nói với anh. Mượn tiền mà cô còn dám nói ra, cô cần tôi giúp cái gì nữa? Lúc nào tôi cũng cảm thấy bài hát này nên cùng nghe chung với người mà tôi yêu. Thì cũng phải tùy đối phương có cảm giác hay không. Còn anh? Hả? Càng Ly, ăn đi. Tôi vẫn chưa muốn về. Anh có chuyện không? Tôi không sao. Tôi cũng biết cô chưa muốn về sớm như vậy mà. Muốn coi khoảng thời gian này còn chỗ nào để đưa cô đi đâu nữa không? Vậy thì mình đi đâu? Cô nghĩ sao? Tôi chưa nghĩ ra. Cứ đi tiếp đi. Dạo này thời tiết cũng tốt lắm. Cô không thể nào tối nào cũng bắt tôi đi chơi chung với cô. Tức cười lắm. Lúc nãy anh đi hỏi chúng ta được gọi là quan hệ gì. Sao cô lại hỏi những chuyện ngộ nghĩnh như vậy? Thì đó, thật ra chúng ta coi như quan hệ gì đây? Tôi nghĩ tính khả năng cũng không có nhiều lắm đâu. Vậy cũng phải. Thật ra là sao? Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta không phải nói bằng miệng. Để coi chúng ta sẽ làm cái gì. Đúng đó. Sao bắt đầu? Anh muốn nói cái gì? Tôi tin thế gian này có nhiều chuyện có thể sẽ vĩnh hằng. Có khi nào anh hơi ngây thơ không? Chắc có lẽ vậy. Nhưng tôi có suy nghĩ đó cũng không phải là quá đáng gì. Tôi chỉ muốn tìm một cuộc tình có thể suốt đời cũng không thay đổi. Hình như tình cảm không ai có thể bảo đảm được cái gì.
thì cũng phải. Tôi đã biết và tôi cũng đã thử rồi, cho nên từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi sẽ không để cho mình làm những chuyện không có kết quả tốt nữa. Sống chung với người mà mình yêu không được gọi là có kết quả sao? Có thể tôi là loại người không phải gọi đã từng có và thỏa mãn. Sao hả? Không đồng ý à? Tôi giúp anh muốn gì được đi. Hay là tôi cũng nói vậy đi. Sao rồi, nghĩ được đi đâu chơi chưa? Về nhà thôi. À, này, Chucky. 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 Chucky à? Chuyện gì? Cô bị ngất. Cô thấy không khỏe hả? Cô không sao.